Mời quý vị các bạn theo dõi trận bán kết 1 giữa nội dung đôi nam nã tướng giữa câu lạc bộ Công viên Lenin gặp câu lạc bộ Đội Cấn. Ở phía gần mảnh các bạn là câu lạc bộ Đội Cấn trong trang phục áo màu xanh nọn chuối. Phía xa mảnh các bạn là câu lạc bộ Công viên Lenin trong trang phục áo màu xanh lá cây. Trận số 1 bán kết 2 đôi nam nã tướng Trang Phương Chí Linh gặp Anh Hiển Đông Tháp Bưởi. Trận số 2 bán kết 1 nội dung đôi nam nữ Anh Hiển Chí Linh gặp đôi Hùng Vân Cầu Giấy. Các bạn, trận 2 bán kết 1 đôi nam nữ Anh Hiền Chí Linh gặp Hùng Vân Cầu Giấy. Thank you.
rồi rồi một chạm không được, ok. Sân số 4, trận thi đấu tiếp theo, bán kết 2 là riêng đôi nam nữ. Hồng Hiếu công viên tuổi trẻ gặp đôi Hải Phương bán đảo Linh Đàm. Sân số 3, trận thi đấu tiếp theo, bán kết 1 đội 3 nam, bán đảo Linh Đàm gặp công viên Lê Minh. Chúng tôi nhắc lại, sân 3, bán kết 1 đội 3 nam, bán đảo Linh Đàm gặp công viên Lê Minh.
cộng.